và chia sẻ cho các bạn. Đối với những bạn mà gần ngày sanh, gần ngày mà mổ chủ động á, thì nếu các bạn muốn bác nhật sanh thì ở trên màn hình thì các bạn thấy rằng bác sĩ Nhật có đỡ sanh cho các bạn ở các bệnh viện Mỹ Đức nè, Đại học Y Dược, bệnh viện quốc tế hoặc là bệnh viện quốc tế Sài Gòn ở đường Bùi Xuân đó, rồi bệnh viện An Đông, bệnh viện Từ Dũ, vân vân. Và nếu như các bạn không có chỉ định mà mổ thì mình có thể mình đợi sanh thường. Còn nếu như các bạn mà tới 38 tuần các bạn khám bác sĩ Nhật sẽ nhận định cho các bạn rằng khả năng sanh thường hay sanh mổ. Và như vậy nếu như các bạn mà có chỉ định mà sanh mổ thì sẽ hẹn các bạn vào cái buổi và thuận lợi cho bác Nhật và thuận lợi cho bạn.